Ngày 29 tháng 12, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tổng cục Thể dục Thể thao đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, bám sát chủ trương, định hướng mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã đề ra cho ngành như tổ chức thành công Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5, tổ chức điều hành 165 giải đấu thể thao trong nước, 27 giải thể thao quốc tế, mở 36 lớp huấn luyện cho hơn 2.000 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn thể thao quốc gia, đẩy mạnh và mở rộng hợp tác về các lĩnh vực thể thao với các nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản. Tổng cục Thể dục Thể thao đề ra mục tiêu hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật và đề án được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Phấn đấu trong năm 2017, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 30%, số gia đình luyện tập thể dục thể thao đạt 21,9%, tập trung toàn lực để giành thành tích cao ở các kỳ SEA Games 29 và Paragame 29 trong năm 2017. Tán thành với phương hướng năm 2017 của Tổng cục Thể dục Thể thao, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã đề nghị Tổng cục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, chuẩn bị thật tốt lực lượng để giành kết quả cao nhất tại các kỳ thi đấu thể thao cấp khu vực cũng như thế giới, tiếp tục mở rộng, tăng cường hợp tác thể dục thể thao với các nước có nền thể thao mạnh trên thế giới.